Rồi, hello anh em. Không để anh em mong đợi nữa. Em sẽ tiếp tục làm cái phần AI về cái hệ thống cầm đồ. Nói chung mà liên quan đến vấn đề này có rất là nhiều điều muốn nói anh chị em. Rất là nhiều điều. Nói chung là 5 7 phút, 10 mười mấy phút, 20 phút, 30 phút, nửa tiếng nói không hết nói. Có rất là nhiều muốn gửi lên anh em. Nhưng thôi nhưng mà phép vô vấn đề chính. Rồi khi nào có cần nhắn nhủ gì thêm em sẽ làm clip cho nó quy chỉnh hơn. Cái này á em không phải là lên lớp đi đời hay là em quan tâm anh chị em có 300 triệu 500 triệu gì, cái đó quan trọng em không cần biết. Em có lòng tốt, em muốn chia sẻ cho các bạn trẻ để các bạn trẻ lập nghiệp về cái ngành nghề mà hiện tại em đang đi và em đang bước, em đang thực hiện. Chứ không phải là em quan tâm anh chị em có 300 triệu, 500 triệu mà nó kệ, mà anh em có mượn anh được, anh có xin anh được hay là anh giúp gì em đâu. Em không cần biết. Cái này là em lòng tốt như em đã nói vậy đó. Tại vì nhiều khi mình thành công cái vấn đề đó gì, mình rất là muốn chia sẻ với mọi người. Mình không ích kỷ, không hẹp hòi. Hay là mình đâu có làm gì diễn giải bao hàm các ngành nghề kinh tế đâu. Em làm xe, em biết xe, em chia sẻ các bạn xe thôi. Kinh phép xe máy là chỉ nói về xe, không có liên quan đến vấn đề khác. Hả các bạn? Bởi vì anh em coi cố gắng hiểu cái lòng của phép, thông cảm. Chứ em không có ý là kêu là cái gì bao đồng, bao đồng đó. Cái chuyện ngoài đó phép ghét nhất là bao đồng, phép ghét nhất là ngồi quán cà phê cộng 5 cộng 7 nói chuyện thiên hạ thế giới, Nabutin, Nabo, Ly ông, Bill Gates, rồi là ông tổng thống Mỹ, phép không có quan tâm nhau. Phép cà phê là chỉ một mình thôi, rất là nhiều công việc để phép làm trên quán cà phê, trên ly cà phê đó đó. Hàng ngày phép phải chuyển khoản anh em, phép phải trả lời email anh em nó, rồi phép soạn những công việc cho sang trường làm hàng ngày, ngồi xe nào gửi anh em xe. Nói chung trong đầu rất nhiều việc trên bàn cà phê, thành ra phép không có thể nào mà phép ngồi từ 5 tới 7 phép thời sự địa phương quốc tế các bạn được. Rất nói chung ra mình ngồi cà phê là để mình đàm đạo với anh em trong bàn cà phê rất là vui, đổ rất thoải mái, phép rất thích. Nhưng mà do tính chất công việc em không thể chứ bằng, nói chung ra em cũng không thích nữa. Thay vì mình đi nói chuyện người ta, chuyện người thì sự quốc tế là mình soi mối này soi mối nọ, cái thằng này nó làm thế nào nào, nó như phát triển thế nào, nó hồi xưa thế nào, thay vì những cái thời gian phí phạm đó ha, các bạn đi kiếm tiền, các bạn kiếm tiền, các bạn cố gắng nghĩ trong đầu làm cái nào để kiếm tiền phát triển gia đình, lo cho chén cơm manh áo gia đình các bạn. Mình là người đàn ông mình gánh gánh vác rất là nhiều thứ trong gia đình các bạn, vợ con, cuộc sống gia đình, rồi ba mẹ già, những ba mẹ già một xe gánh nặng ở này sau lưng đó, các bạn đừng có tối ngày ngồi uống phê suy nghĩ bữa nay đá con gì, con màu nào, hay là chơi ở đâu, hay là lên mồi gì hả các bạn. Phép khuyên bạn, tuổi trẻ qua mau lắm, còn người ta không có bao nhiêu, không được bao nhiêu cái 5 năm, không được bao nhiêu cái 10 năm, thấm thoát chơi qua, thấm thoát chơi qua rất lẹ, rồi hết tuổi. Đầu óc mình, cái trí nhớ mình, cái trí tuệ mình, cái tư duy mình, nó giống như da thịt cơ thể mình vậy đó, nó sẽ lão quá, nó sẽ nhăn nheo theo, hết tuổi làm không được. Bởi vì người ta mới nói cái câu là ăn chơi với hết đời tuổi trẻ, đến tuổi già lặng lẽ đạp xích lô, chứ làm gì giờ đâu vận dụng đầu óc được nữa. Nói các bạn ha. Rồi thôi vô vấn đề đi. Nói chung là phép thì bước ra từ hai bàn tay trắng. Nói thẳng anh em gì, gia đình bên xin lỗi anh em có khách mấy đồng chí thế là anh em đòi tiền thuế. Trong cầm đồ nó có mức thuế đó nha, nãy phép nói tới đâu rồi ta, cái đầu phép á cực kỳ mà mau quên. Bởi vì em có nhiều khi điện thoại anh em nói chuyện rất nhiều lần, em không nhớ tên, em không nhớ anh em mua xe gì, em rất là mất lịch sự, em chân thành xin lỗi. Nhưng mà em không thể nhớ được, không nhớ được đâu em. Một ngày hình như là ngày nào em cũng bị người ta chửi hết á,
người ta chửi tao không có tiền mua xe mày cái gì, tao nhắn tin mày không trả lời, đăng xe đã bán hỏi không trả lời, tức là comment Zalo đó. Trời ơi, trả lời có nổi đâu các bạn ơi, nhiều lắm. Nói ra thật lòng anh em chứ, cái Zalo của phép á, phép xài hai Zalo, Facebook cũng vậy đó, nó full bạn luôn rồi, nó không có đồng ý được nữa. Bởi vì cái Zalo phép không có chặn người lạ đâu, anh em cần gì thì cứ nhắn tin đi, rồi thời gian nào rảnh gọi phép, nằm phép ra, phép sẽ trả lời cho anh em. Thì phép nói là từ đầu là phép làm từ hai bàn tay trắng, mà cái những sự hai bàn tay trắng là rất là đáng trân trọng anh em. Nếu mà anh em nào mà làm đi lên từ hai bàn tay trắng, phép rất trân trọng. Nó trải ra một quá trình kêu là cực kỳ gian khổ, nhưng mà giỡn anh, gian khổ lắm, nát đầu nát óc quá trời, nhiều thứ lắm. Biết là tiền á khắp thiên hạ, anh em cứ suy nghĩ lôi về lấy về mà xài thôi, nhưng mà lấy về mà cách nào, lôi một cách nào mới là cái điều quan trọng. Không phải ai cũng làm được hết, cả trăm cả ngàn cả tỷ người chưa chắc được người làm được đó. Em đem tình thật, phép xe máy là đi lên từ hai bàn tay trắng, không có nhờ sự giúp đỡ hai bên gia đình nào hết, đó là khổ. Thì cái chia sẻ cầm đồ này đó là cũng bước điểm đầu tiên của em làm. Hồi xưa làm việc, hồi xưa em làm cán bộ của bên ngành nông nghiệp, phép nói đó, bà xã thì làm chánh văn phòng đảng quỹ, hai vợ chồng đảng viên làm việc hết à. Em cũng từng đi lính nè, 15 năm trước em đi lính đó, em đi lính năm 2003 anh chị, 2003, 17 năm rồi, thời gian lẹ quá, vì em nghĩ là 15 năm, 17, 18 năm rồi, cũng là người lính, cũng là một sinh viên, cũng là một cán bộ, cũng là một đảng viên, mà đó giờ làm việc thì cầm đồ, làm ủy ban mà, thì nói chung ra thì thời gian nó nhàn rỗi nhiều, cứ trực với văn phòng dưới, mình làm thống kê tổng hợp mà, ai cầm đồ alo chạy về cầm rồi xong đóng cửa đi tiếp với trực nữa, đó làm bán thời gian, nói chung là nó nhiều, trải nhiều lắm. Phép làm ga có, bán sim cạc có, bán tập quá có, chăn trâu chăn bò có hết, nuôi trồng thủy sản, nuôi cua nuôi tôm, tất cả các thứ làm hết, tất cả các nhiều ngành, nhưng mà dừng ở nơi cầm đồ này, lên ngày xe, bởi vì em muốn chia sẻ lại cho anh em, em muốn giấu giếm, đừng có suy nghĩ em bao đồng hoặc là em quan tâm 5-7 triệu. Có anh em rất là quan tâm, phép nhắn tin nói thôi, thấy nghe phép nói gì không nên đâu, không nên chia sẻ gì đâu, người ta có nhiêu tiền kệ ta, em cũng đâu quan tâm đâu, anh chị em có nhiêu tiền em sao biết được, mà em biết thì em có làm được gì, mà em cũng đâu có giúp được gì em đâu. Cái này là em chia sẻ chân tình, ai làm được thì làm, không làm được thôi, thấy không, đâu có mắc của ai gì đâu đó. Còn không thích xem thì nét qua, không ví dụ như cái clip này không hữu ích thì nét cho chỗ khác mà xem. Em này em muốn tạo được cho các bạn trẻ, muốn hướng dẫn các bạn trẻ đi lên, tại vì xưa mình khổ, mình chia sẻ cho các bạn, và em muốn kinh của em á, không ai chịu thiệt hết. Nói những cái vấn đề mà mua xe nhập lậu xe này kia em nói hoài, hôm nào em sẽ nói nữa, ngày nào cũng có anh em điện hỏi phép vấn đề đó, dằn cọc dằn gì cũng có, cả anh em mất tiền luôn, em sẽ chia sẻ hết tất tật hết. Thôi để cái vấn đề mà ngoài lề đó thì từ từ nói nữa, clip cũng gần 9 phút rồi. Thì hôm qua cái phần 1 là mình chốt lại những cái yếu tố hội tụ để mình cầm đồ. Thứ nhất là các bạn phải đủ tài chính từ 300 đến 500 triệu. Không có tiền sao lại cầm. Đó, cái thứ hai là các bạn phải nếu mà đầy đủ thì các bạn phải đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ ở tại phòng một cửa công an, phòng một cửa ủy ban dân huyện, các bạn lại hỏi người ta, hỏi người ta hướng dẫn các bạn làm đó, đi đem hộ khẩu chứng minh là được rồi đó. Cái thứ hai là các bạn phải có giấy an ninh trật tự, tại cầm đồ là cái môn cái thể loại kinh doanh có điều kiện bắt buộc các bạn phải đăng ký an ninh trật tự ha đó. Cái thứ ba là phòng cháy chữa cháy đó. Cái thứ tư là kho bãi giữ xe đó. Các bạn muốn mà đăng ký này tự phòng cháy cháy đâu mà mới có kho bãi mới được, nó lên nó làm bản đồ thiết kế rồi các bạn, nói chung là nó làm theo quy trình đó. Còn thế nó không cần thiết, nó tự bò đến trước các cái này nè, thế mà đi lấy tiền người ta mà nó phải đi trước thôi. Đây thì phép nói lại nha, tiền, giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy cháy, kho bãi, rồi
khi đủ các hội tụ các yếu tố trên. Ngày thì không cần đâu. Em nói thật với anh nghe thế này, có nhiều anh không biết bị luộc này, không biết bị luộc nọ, bị cầm đồ, bị đâm, bị bơm, bị mìn. Bị cho nó bự, bị nó mới bự. Sau một lần vấp ngã là các bạn đứng lên rất là lớn. Một bước, vấp một bước có thể đứng lên tới 8 bước. Các bạn cứ sợ sệt. À, các bạn cứ sợ này, cứ sợ nọ. À, thà làm thất bại thay vì không làm gì. Theo nói cái câu này các bạn nhớ, thà làm thất bại thay vì không làm gì. Các bạn làm đi, các bạn làm được cỡ phép á, các bạn suy nghĩ có thể khoảng thời gian đó phép cũng từng sợ vậy đó. Các bạn nghĩ nó chỉ là cảm giác thôi, chỉ là cái cảm giác của mình thôi chứ thật ra không có gì để sợ đó. Hiện tại phép ngồi vị trí này nè, tôi suy nghĩ là hồi xưa khoảng thời gian trước năm 2018-10 phép cầm đồ, phép từng sợ sợ như thế, suy nghĩ đó nó chỉ là cái cảm giác thôi, không giờ sợ chứ. Nó rồi các bạn sợ này sợ kia, các bạn sợ làm không được. Nè, phép hỏi với các bạn nè, có trường học nào, có bộ môn nào, có cái lớp học nào hướng dẫn các bạn cầm xe không? Rồi mấy thằng cầm xe ở đâu ra mà tự nhiên nó cầm nhóc trên cầm đồ giống phép nè. Tại xưa phép không làm cán bộ, phép biết gì xe đâu. Đó, giải thích cho những anh em sợ cầm đồ bị bơm mìn, bị lựu đạn. Bơm mìn lựu đạn có cách trị. Phép sẽ làm những phần tiếp theo hướng dẫn anh em cầm trị cách đó luôn. Nó có cách. Em đã dẫm bước lên rồi. Nếu mà em còn đấy thì cái chân em đó, nếu mà nói gì cầm đồ mà bị bơm mìn đó, em có 10 đôi chân chắc bây giờ cũng cục hết. Dẫm lên đó, nó nổ cục hết rồi. Mà em đã bị rồi em đâu còn sợ, em có kinh nghiệm rồi. Bởi em hướng dẫn, làm cái nhiều clip hướng dẫn. À, nói chung là em làm clip phần 1 cũng được nhiều anh chị em đồng tình ủng hộ. Cũng có một số anh em là khuyên em nhỏ đây, nói em không nên chia sẻ vậy đâu, không nên nói đâu. Em này cứ nói thôi, em thích những gì em làm, em muốn làm những gì em làm, và em đang làm những gì em làm, em không sợ ai hết. Này em đâu làm vi phạm pháp luật, đâu có làm ảnh hưởng đến anh em đâu, ảnh hưởng đến những cái mà cái suy nghĩ mà tích cực của anh em đâu. Này là em tạo động lực cho anh em mà. Anh cứ làm, thà thất bại còn hơn là không dám làm gì. Hãy vượt qua nỗi sợ, đằng sau nỗi sợ nó có món quà, đằng sau nỗi sợ có món quà. Anh nói thiệt. Còn ví dụ mà có anh em hỏi vay tiền, nên vay tiền ngân hàng hay không để mình làm này, em giải thích luôn. Em nói luôn, bữa nay em nói luôn. Không có thằng nào, doanh nghiệp nào, không có thằng cửa hàng, công ty nào mà không thiếu nợ hết á. Không thiếu ít cũng thiếu nhiều, làm lớn thiếu lớn, làm nhỏ thiếu nhỏ, kể cả phép vẫn thiếu. Tặng cho anh một em, anh em một cái câu. Người giàu có nhất là người có khả năng vay mượn nhất. Nhớ câu đó. Đã từ hai bằng đi trắng lên tiện đầu làm. Các bạn có khả năng vay mượn ha, các bạn có bằng khoáng hay bằng gì đó, thế chấp, vay tín chấp, thế chấp là các bạn ngon em rồi đó. Nhưng mà công việc phải suy nghĩ và làm cho nó hiệu quả ha. Hãy vay nha. Hợp đầu làm chi cho nhiều cho cố lên. Cứ từ từ thôi, 300 đến 50 triệu thôi. Đó, đi hỏi mượn hai gia đình hai bên hay là anh chị em nào đó đi huy động. Nói cái này là phép vừa làm clip nói về động lực vừa cái này là cái phần đầu rồi xong rồi ha. Phép nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi ha. Có gì tua lại coi giùm em. Đó, rồi tới cái này cầm xe nè, vô này chính. Nhiều phần lắm. Cầm xe mới đầu không biết. Cầm chi cái thể loại mà phui chờ neo. Cầm chi mấy thể loại mà xì bo. Cầm chi mấy thể loại mà quen 110. Mấy cái đại lỗi đó, vậy kể ra phép bây giờ coi không nổi nữa, sao anh em coi nổi mà cầm. Cầm những xe mới thôi. Xe đuốt nè, quen pha đời mới nè, xe mới chát nó bán cái gì 20 triệu đi. Tìm cái cách mình cầm. Hoặc là mình nhờ anh em nào cò lái giống kiểu phép này phép nói đó. Ừ, xe đó giờ nó khoảng nhiêu tiền thị trường, chứ trừ ra mà cầm. Ví dụ giờ nó thị trường cái xe đuốt bây giờ 12 triệu. Thôi mỗi xe này cầm 8 triệu mày ơi, 8 triệu thôi. Nó đứt. Cộng tiền lời vô 10 triệu, mình bán 12 triệu là được thêm 2 triệu tiền lời nữa. Dễ mà. Đừng cầm mấy cái xe cổ, đừng cầm mấy cái xe mà nó giá trị nó không có cố định. Nó hoặc là điện thoại những anh em cò lái như thế nào đó. Nhờ người ta đứng.
phép, hình như là đứng đứng hồi hồi trước hay hồi xưa là liên lục lệ luôn, kể cả những anh em mà lái từ Kiên Lương đến Hòn Đất tất cả thứ luôn, hồi xưa là cầm xe là điện hỏi phép tất cả, phép gánh nhiều tiệm đồ lắm, cổng nhiều tiệm lắm. Nhưng mà em một khi em cho giá rồi là đứt là em lấy à, cứ cộng tiền lời vô thôi nha, không có anh không có tính thêm tiền lời tôi đâu nha, tôi cho giá chứ anh pha 10 triệu cứ cầm đi, cứ nói xe gan cái bà xanh vậy đó, 10 triệu anh cứ cầm đi, đứt giỏi 2 triệu ngoài tiền lời anh cộng vô đó tôi lấy xe về tôi bán 1 4 4 5, gánh rất là nhiều, cổng rất là nhiều tiệm đồng đồ nó. Bởi vì anh em nếu mà bước đầu sợ sệt tìm những thằng như phép vậy đó nó gánh cho. Và còn một cách nữa, cái thời buổi gì vậy anh chị em, thời buổi là thời buổi 4.0, mình không vận dụng công nghệ để mình kinh doanh hay là tất cả các thứ là mình rất là tụt hậu. Em nay gần 40 rồi nhưng mà công nghệ em cũng dữ lắm nha. Hôm rồi thằng em credit nó lên để làm phần mềm làm không được, em làm nó được á, nó không có đăng, chưa đăng ký nó đăng nhập cái phần mềm, từng sau từng ngày từng em bán góp được rồi. Nó em chia sẻ về người nhà em, bây giờ em mặc áo bình thường em cứ chia sẻ vậy thôi, em không có phô trương, không có làm ảnh hưởng ai gì hết trơn. Nói chung anh chị em cảm thấy xem video hữu ích đó thì đăng ký kênh giúp phép, phép giúp tất cả anh em xem kênh của phép á. Nếu mà anh em nào mà xem từ đầu tới giờ á, anh em dư kiến thức để cầm đồ. Tại sao? Tại giá cả xe cộ cập nhật hàng ngày ngày anh phép bán xe quýt 10 triệu thôi, vậy này mình cầm 6 thôi. Ở anh phép anh bán chiếc Sunit này đây, chiếc Sunit này xíu này anh phép anh bán 495 nó thôi, mình cầm 40 thôi nó. Nó tại sao không cái cập nhật kiểu đó giá đó, ví dụ như Wagyu màu đỏ nè, anh phép anh bán 47 triệu thôi, mình cầm 38 vậy thôi, tính giá trị bằng trăm ai cầm nó. Rồi em còn chỉ cách coi xe Gin, coi xe Lô, coi xe Gớt, đăng ký kênh em, theo dõi kênh em là như là không có thiệt cho ai hết á. Nếu mà xem ngay từ đầu chịu giỏi, chịu theo dõi, các bạn làm theo nghề của phép được hết, kể cả mua bán luôn chứ không có nói mà phải là cầm đồ không nữa. Nó cứ sợ không biết, cứ sợ không chịu học hỏi, mà không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu mà làm sao biết được. Có người ta, có nhiều người á thất bại cả cuộc đời họ luôn là không chịu học hỏi. Một người thấy lỗi thứ hai là thà chết chứ không chịu suy nghĩ. Để tôi chết tôi có nhiêu đăng nhiêu đi chứ đừng kêu tôi suy nghĩ, thất bại hoài đó các bạn. Phép nói thật, nói thật đấy, phép chiến đấu tư duy căng não hồi năm mình như là 2014 2012 2014 vậy đó, phép mới bỏ được cái nghề nhà nước á. Tại thời điểm mới lương phép cũng cao lắm, ổn định lắm rồi, vừa cầm đồ có đồng lãi mà vừa phục vụ nhà nước, chiến đấu căng não lắm đó. Nghĩ là gia đình đâu đâu à, người lớn đâu không chịu, ta nói công việc nào ổn định gì nghĩ chi. Còn phép thì thích thay đổi, phép là người thích chiến đấu, thích thay đổi, làm cái gì phải cho bằng được. Nó đầu óc nó chúng phải tư duy ghê lắm các bạn, phải có tư duy được, không phải ai cầm đồ cũng thành công đâu, các bạn đừng có giỏi mừng đó. Chục tiệm nó được cái 3-4 tiệm thôi, từ từ mấy tiệm kia cũng dẹp nhóc hết trơn á. Nói các bạn không phải là các bạn ngon đâu nha. Nó nãy giờ nói tới đâu các bạn, nói gì cầm vấn đề chính, cầm xe mới thôi, những xe mà giá thị trường nó có ba rem hết trơn nó dễ lắm nè. Học theo kinh của phép nè, đăng ký kinh nè, ngày nào cũng cập nhật giá xe hết trơn nè. Xe cũ không, xe gì mà không có, trừ ra mà cầm. Còn vụ kẹt quá thì điện anh phép ơi, cái xe nó vậy vậy đó rồi cầm chứ không đó. Rồi còn giấy tờ, nó còn giấy tờ mấy chiếc xe bút của em pha đồ nó không có tầm bậy đâu, nó có nhiêu tiền đâu mà tầm bậy, mấy triệu bạc chục ngoài triệu chục triệu cho lại đâu tầm bậy. Nó cái dấu mít 300-500 triệu, ví dụ người ta làm lại xe xì bo là gì đó, cái xe lớn tiền quá, mình có quyền từ chối mà. Thôi tôi không cầm đâu, tôi hết tiền rồi, nó mẹ đi. Hồi xưa có hết tiền là phép nói rất là nhiều luôn, có nhiêu tiền đâu cầm mấy xe lớn. Hồi xưa cái Liberty đồ á, biển số tôi quý 3 0333 đó, đem nó cầm á,
bà mẹ chơi như còn mấy chục triệu, còn có mười mấy triệu và 18 gì đó à. Ông đem lại ông cầm đâu 40 gì mà xe đó giá trị lắm, xe đó cỡ 60 á, thị trường đúng thị trường á, mình sẽ tư quý nè, em hết tiền rồi, người ta thì đi thôi, mình khởi nghiệp mà chứ không phải giờ như phép đâu, đúng không? Mình có quyền từ chối, mình nói tôi hết tiền này, hết tiền nọ, thôi vậy thôi, quay tiền nó gặp vô xe khó quá, em hết tiền rồi, làm gì cũng vậy chứ. Nghề nó dạy nghề, các bạn biết câu nghề dạy nghề không? Cái nghề cầm xe có trường nào đào tạo, có lớp nào nó dạy đâu, có clip phép chia sẻ thôi. Hồi xưa giờ không có thằng nào mà ra mà cầm xe là gì mà không bị mà bơm mìn lựu đạn, hoặc là không có thằng nào mà biết sẵn hết trơn, cho anh thợ luôn đó, anh là thợ mà anh đâu nắm giá, anh có phải học thôi, cũng nghề dạy nghề thôi, thợ anh biết coi xe ra đâu biết, ông anh đâu nắm giá đâu, phải không? Phép nó đúng không? Nó không sợ, đằng sau nỗi sợ là một món quà, bước qua nỗi sợ nhận được món quà, đằng sau cánh cửa thất bại là ông ngoại thành công. Nó nhắn nhủ các bạn trẻ năm nay phép 40 rồi, trải qua rất là nhiều sự đời rồi, phép nhiều khi phép nói cái lang thang ở đó, hồi xưa mua xe phép không dám nói là sợ anh em cười luôn á, sợ anh em chinh cười luôn á, hãy giữ cái hình tượng cho nó khổ kinh khủng lắm nha. Cái này là cái chia sẻ cho em thôi, em thì cũng chưa làm cái gì hết trơn á, nhưng mà cái tánh em nó vậy đó, lông sa bông vậy đó, chơi mà không có sợ đâu, nhiều khi gia đình bạn bè là phản ánh kinh khủng lắm. Bởi em nói với những anh em mà mua xe gọi đầu quay đầu lỗ lã đôi ba triệu cái nhảy đùng 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 lên này cái trời ơi là trời, để mình quyết định cái quyết định của mình mà có đôi ba triệu mà tới đâu mà không lớn nổi, không lớn nổi đâu. Phép có câu tặng các bạn nữa, các bạn muốn cái tài sản của các bạn lớn thì cái tư tưởng của các bạn phải đủ lớn, lớn gấp bội cho tài sản của các bạn hiện có, bạn mới có tài sản lớn được, đúng không anh em? Trừ khi nào mà các bạn sinh trong gia đình kêu là COCC CC á, là viết rất là con ông cháu cha, hoặc là giàu trong trứng á, thì đó phải không nói nha. Còn mà các bạn mà tự thân lập nghiệp, hoặc là các bạn mà mới hai chồng mới cưới ra riêng, hay là thế nào đó muốn ra riêng hay là muốn lập nghiệp vậy đó, theo kiểu phép á, các bạn muốn có tài sản lớn thì tư tưởng các bạn phải đủ lớn, lớn hơn gấp nhiều lần tài sản của các bạn, đúng không? Giống như áo nè, áo nó mặc cho người, có khi nào mà cái người người mình mặc áo không, người mình ở trong cái áo không, ở ngoài cái áo không, đúng không? Đó rồi mắc thêm các bạn nắm giá, các bạn cầm đồ nữa, các bạn biết chợ tốt chứ gì, xin lỗi nói câu tục tiểu nha, chợ tốt có giống vùng què nó không có. Nó đem lại cầm cái G15 đi, thôi thôi chờ tao một chút, vô tiệm vô lấy cái máy cảm ứng ra lên chợ tốt quýnh AG15, nhưng mà quýnh nhớ nha, quýnh ngay cái địa phương các bạn nha, phép đã từng làm nha, từng làm mới dám nói, quýnh vô AG15 Yamaha AG15 ở Kiên Giang, ra giá thằng bán 60, thằng bán 58, thằng bán 54 tùy theo xe, thôi 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 đủ máy tao cầm 40 rồi chắc ăn luôn, tuyệt đối bao bao chết nó. Thời buổi 4.0 mà gì mà không biết. Không thôi, chờ tao chút, lên kênh YouTube ông phép xe máy coi ông bán nhiêu. Ông có hai chiếc bán 60, thôi tao cầm 40 để trừ hao nữa xe nó sụp, rồi chắc ăn luôn, nó chịu xì đó. Giấy tờ đàng hoàng coi đúng chứ, xung xung số máy giấy tờ đúng chính chủ, xe mất tiền mới cầm chính chủ nha. Rồi lụm. Úi rồi ơi, chả có gì khó, sợ bơm mìn lựu đạn cái gì đó, không có sợ cho nó nổ, nó nổ nó ghim với cái đầu nó chai dân là nó hết vô được à đó, nó có gì đâu mà sợ. Tôi còn giá cho bạn bị nữa, các bạn bị một lần, các bạn rất là có nhiều bọc kinh nghiệm, các bạn rất là cẩn thận,
còn cái này nữa nha, trong mấy cầm đồ này á, hồi xưa giờ phép bị nhiều nhất là phép bị ai không? Phép không bị người lạ, không bị người dân, mà toàn là phép bị người thân với anh em, bạn bè, gia đình, nói chung bạn bè người thân ấy sớm ghiền không đó. Cầm cái xe Sigurd đi 6 triệu, hồi phép là thua quá, cũng anh em ở sớm cho thêm 2 triệu nó gửi được, chiều tao cho mày 200 ngàn uống bia, mua bia nhậu chơi, năn nỉ chịu hết nổi, đưa thêm 2 triệu nữa. Rồi cái thua cái qua hôm sau đưa thêm 2 triệu, đem 2 triệu nữa, là 12 triệu, tới Đức bán được có 10 triệu. Nó người thân quen rồi sớm ghiền nó khổ lắm, quen á, nó khổ lắm, năn nỉ hoài rồi đợt, chịu không có nổi rồi đưa. Còn người dân nước lạ không có đâu mày, gai bên lai sẹt sẹt xong, đưa bên lai cho mày. Còn à, còn hỏi anh em hỏi cái biên lai đầu ghi. Cái biên lai đầu ghi. Biên lai đâu mà ghi hả? Đây nè, cả đống nè. Các bạn đợi chút xíu nha. Xe lại gửi chiếc Honda Glick cho anh em ở trên Sài Gòn. Nè. Biên lai cầm đồ của phép nè. Cầm đồ hồi xưa, hồi thời này là lâu lắm rồi nha các bạn. Cầm đồ này lâu lắm rồi. Nó ngược động đó ta, ngược camera. À đây đây đúng rồi, cái cam của phép nó đảo được mà, quên nữa trời. Dạ đúng rồi anh, lấy chiếc xe giùm em. Anh em cố gắng clip hơi dài nha anh em, tại phép chia sẻ nhiều quá. Nè. Cái thời này cái thời cầm đồ lâu dữ lắm rồi nè. Thời ông chính lễ là ông già đó, ở chung nhà ông già đó. Lại bà mẹ cái chỗ photo copy rẻ ghê, ông cuốn gì có 3.000 đồng cho ông sức mà ghi nè, ghi bài này ghi bài này. Còn bây giờ ông có, bây giờ ken ra, bây giờ nó xài cái kiểu mà hai mặt đó nè, xé cho nó mặt mình cũng lưu lại mặt nè, cái mặt chính đó nè, trắng tươi nè đó, rồi xong cái mặt này mình giữ lại đó. Còn mấy cái mọc quỷ này trên mạng đó, đầy trên mạng đặt đó, có ông á cũng comment nó biên lai like đâu giấy rồi mà ghi cho nó, trời ơi trời, đặt trong ăn ông hết nè, giờ phép dư cái đống nè, ba cái này giờ phép bỏ nè, đâu xài đâu, này giờ đem đi đốt bỏ chứ đâu xài đâu, cũ rồi dư rồi, dục bỏ đi đó, dục bỏ chút đem đi dục chứ đâu xài đâu. Không có gì là không làm được hết á, trừ khi mình không dám làm hoặc mình sợ sệt đó. Thấy các bạn. Thấy không anh em? Để phép đổ cái cam lại phép cho anh em coi phép nói nãy giờ là trên cái giấy này nó, giấy trên giấy này nãy giờ. Nè, giấy phép kinh doanh cầm đồ nè. An ninh trật tự nè, phòng cháy chữa cháy nè. Kho bãi nè. Thế không cần đâu. Và tiền. Ha, tiền. Đó. Tiền nha các bạn đó, nhưng mà hợp đầu làm thì không cần đăng ký đâu, chưa đâu, như pháp nói cái phần 1 coi lên dùm phần 1 ha, cái này là cái cơ bản cần có.